Hello, thân mến chào các bạn. Tiếp tục hôm nay Peter thực hiện cái video thương mại nhiếp ảnh. Đây là cái video số 9. Như các bạn cũng đã biết là Peter đã làm những cái video trước và giới thiệu với các bạn cái cách mà chúng ta có thể kiếm tiền qua những cái cuộc chơi nhiếp ảnh của chúng ta. Vì nếu mà mình chơi nhiếp ảnh thì nó cũng có những cái nhu cầu là nếu mà mình vừa đi chơi nhiếp ảnh mà mình còn suy nghĩ cách để mà kết hợp để kiếm thêm tiền để nuôi dưỡng cái cuộc chơi của mình, hoặc là để mà mình có cái thu nhập với nhiếp ảnh, thì cái đó là cũng là một trong những cái hay. Và cái công việc này chính Peter cũng đã làm và Peter chia sẻ hết cho các bạn. Và như các bạn cũng đã biết là Peter đang chuẩn bị để dọn về Mỹ, và từ bây giờ cho tới ngày về Mỹ thì Peter cũng sẽ cố gắng để làm nhiều video, làm xong những cái video mà Peter đã hứa cho các bạn, để cho các bạn có cái thông tin để làm việc. Ok, cái này video số 9 thương mại nhiếp ảnh. Thì các bạn nhìn thấy ở trên màn computer của Peter đây, thì sau khi mà chúng ta đăng ký và làm hội viên và làm người cung cấp hình ảnh cho những cái Microsoft Agency, và mình nộp hình vô và họ kiểm duyệt và họ chấm những cái tấm hình về mình, và sau đó họ cho mình tham gia để làm cộng tác viên á, thì bắt đầu chúng ta sẽ nộp hình vô. Tấm hình khi mà chúng ta nộp hình vô á thì tự động công ty sau khi nó duyệt cái tấm hình đó là tự động nó làm những cái công việc sau đây. Thì trước mắt á, là các bạn thấy là đây là một tấm hình Peter đã nộp vô, ok, và trải qua kiểm duyệt. Và sau khi kiểm duyệt nó cho cái tấm hình này vô cái catalog của mình và bắt đầu bán á, thì ở trên tất cả những cái tấm hình nó sẽ có cái watermark iStock photo, nó tự động nó bỏ cái watermark này lên. Cái đây là cái mà mình không có làm, mình không có cần làm. Mình bỏ cái tấm hình đẹp nhất của mình vô và nó kiểm duyệt, và nó sẽ bỏ cái iStock photo watermark lên. Ok, cái đó là một cái. Khi mà mình bỏ hình mình vô, mình phải đánh một cái nó gọi là caption. Ví dụ như là đây là Peter đánh là Asian cashier at checkout counter. Có nghĩa là tất cả những mỗi tấm hình của chúng ta phải đánh một cái caption để mà minh họa cho cái tấm hình này là cái gì. Và chúng ta phải nói tiếng Anh chứ mình không có thể đánh tiếng Việt vô nha. Mỗi cái tấm hình đó là cái công ty nó sẽ cho một cái file number. Cái số này là công ty nó cho mình, không cần phải quan tâm. Và cái công ty này nó sẽ tự động nó phân ra từng kích thước một, extra small, small, medium, large and extra large. Nó tự động nó phân ra từng kích thước và tự động nó sẽ tạo ra những cái credit credit 1, 3, 7, 10, 15. Tất cả những cái này chúng ta không cần phải làm ha. Khi mình bỏ cái tấm hình đi, vô công ty nó sẽ tự động nó làm hết cái vấn đề này cho chúng ta. Thì nó là như vậy. Nếu mà chúng ta có cái máy chụp hình mà megapixel cao á, thì các bạn thấy trước mắt á, là cái lợi là công ty nó sẽ phân cái hình mình ra nhiều kích thước, và nếu mà mình nhiều megapixel thì mình sẽ được cái kích thước gọi là X large. Có nhiều tấm hình nó sẽ là XX large hoặc là XXX large nữa, tùy theo cái megapixel của cái tấm hình của chúng ta. Cho nên Peter nói nếu mà các bạn đầu tư mà bỏ tiền ra mua máy ảnh, mà mua cái máy ảnh nhiều megapixel, thì đó cái lợi điểm ở đây là như vậy. Vì nếu một người khách người ta vô người ta chọn cái tấm hình extra large thì người ta phải trả 15 credit. Thì khi người ta trả 15 credit vậy thì là mình là người sở hữu chủ của tấm hình này, mình sẽ được cái phần trăm cao hơn, và số dĩ nhiên là cái số tiền nó sẽ về về mình nhiều hơn. Ok, cái phần ở dưới á, là chúng ta sau khi chúng ta bỏ tấm hình này lên, chúng ta cũng phải làm một cái photo description, có nghĩa là mình phải giải thích tấm hình này là cái gì. Thì như Peter thì Peter cũng để là a cute Asian cashier at the checkout counter ha, và chúng ta cũng có thể ghi là cái tấm hình này chụp bằng cái máy gì.
Vì á, nếu mà mình ghi như vậy á, cái người mà người ta đi mua tấm hình á, người ta nhìn vô người ta nói à cái tấm hình này chụp bằng cái máy Canon 5D Mark II hoặc là Nikon 800, thì người ta khi người ta chọn cái tấm hình này người ta dễ cho người ta chọn hơn, vì người ta biết là những cái máy ảnh cao cấp đó sẽ cho cái tấm hình tương đối là đẹp hơn những cái máy khác ha. Thì Peter để vô cái tấm hình này là Canon 5D. Ok, ở bên tay phải đây á là nó có cho chúng ta thấy là người người chủ của tấm hình này là ai, contributor ha. Thì đây là cái account của Peter. Ok, đây keywords là những cái từ khóa. Cái từ khóa là một trong những cái rất là quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta bỏ cái tấm hình vô mà chúng ta không làm từ khóa cho nó cẩn thận á, thì cái tấm hình của chúng ta sẽ không có được, khi mà một người người ta tìm cái tấm hình á, cái hình của mình nó sẽ không có được nổi lên ha. Thì Peter suggest các bạn là chúng ta nên bỏ nhiều thời giờ ra để nghiên cứu những cái keyword. Thì cái keyword này cũng rất là dễ, chúng ta sau một thời gian chúng ta chơi, chúng ta sẽ để ý những người khác người ta dùng cái keyword gì. Keyword là cái từ khóa đó, khi người ta dùng những keyword gì mà hợp lý và hay á, thì chúng mình cũng có thể nhái và mình copy và mình dùng cho cái keyword của mình. Ví dụ như cái tấm hình này, Peter dùng Asian ethnicity ha, một cô gái woman ha, cười là cheerful happiness, smiling là cười. Một người cashier là một người đã bán hàng, đứng ở ngay cái quầy bán hàng. Green, tại vì cái phông ở đằng sau có màu green thì Peter để green. Cute là xinh, cười tươi. Đại khái tất cả những cái chữ từ khóa mà nó giải thích tới cái tấm hình này là chúng ta để vô. Ok. Cái tấm hình này là một cái hình mà Peter bỏ lên cũng khá lâu và nó có 21 download từ cái lúc mà Peter screen capture cái tấm hình này là được 21 cái download. Thì 21 cái download thì nếu mà tính ra phân đều ra 2 đồng một cái download thì cái tấm hình này Peter cũng bán được 42 đô. Dĩ nhiên là bây giờ tới ngày hôm nay rất là lâu rồi, cái tấm hình này có thể lên 100 download hoặc là 50 download hay nhiêu đó Peter cũng chưa không để ý. Thì khi mình bỏ một tấm hình vô rồi á là nó sẽ sống và nó sẽ bán suốt cái đời bán hình của nó. Ok, thì nôm na là như vậy. Số người view là 599 người lần lượt coi cái tấm hình này và bán được 21. Thì cái số hình này, cái tấm hình này Peter để lên là 2008, bây giờ là 2014, là 6 năm rồi. Thì cái số lượng tiền bán cho cái tấm một tấm hình này không là là nó có thể lên cả 100 đô rồi. Cho nên các bạn thấy là cái số lượng tiền mà mình kiếm cho một tấm hình nó cũng nó sẽ mập ra, nó giống như một con heo vậy, nó mập ra theo thời gian. Ok. Cái tiếp đi tới cái tấm thứ hai. Đây cũng là một cái tấm hình mà Peter bỏ vô năm 2008 rồi. Thì các bạn cũng đã thấy đó là khi bỏ tấm hình vô nó cũng tự động nó phân ra theo kích thước cho chúng ta không cần phải lo cái tấm hình vấn đề đó. Nó tự động nó bỏ cái watermark iStock photo lên và chúng ta phải đánh một cái được caption water puppet figurine Việt Nam và mình phải đánh một cái description ở dưới đây. Ok. Cái bên này á, là nó cho chúng ta biết á, là cái tấm hình chúng ta nó bán được bao nhiêu. Và dĩ nhiên là trở lại cái vấn đề là Peter muốn nhắc nhở các bạn nữa là cái từ khóa keywords là chúng ta phải để ý rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề này, tại vì nếu mà chúng ta không có để đầy đủ cái keyword, đầy đủ cái từ khóa thì cái cơ hội cái hình của chúng ta khi người ta đánh, người ta search, người ta tìm kiếm thì cái hình của mình nó không có nổi lên. Ví dụ như cái tấm hình này một người nào đó ở nước ngoài người ta đánh cái chữ Việt Nam, Hà Nội, water puppet, humor thì á nó trúng hết tất cả những cái chữ khi từ khóa của chúng ta có đây thì chắc chắn bảo đảm là cái hình này chúng ta sẽ nổi lên trong cái thư mục tìm kiếm của cái người khách đó. Và có thể là cái hình này của chúng ta nó sẽ nằm ở trên đầu nữa không chừng. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta đánh cái từ khóa này và như vậy thì cái cơ hội bán cái tấm hình của chúng ta sẽ rất là cao. Cái tấm hình này Peter có 330 người coi và được mua 20 lần. Thì ở cái điểm này đã lâu lắm rồi mà
mà Peter bán được cũng khoảng chừng 40 đô rồi. Cho nên các bạn thấy là nếu mà chúng ta đi chơi du lịch mà chúng ta chỉ chụp những cái tấm hình như vậy thôi á, là chúng ta cũng có thể kiếm được trong cái thời gian cái tấm hình đó chúng ta có thể kiếm được cả 100 đô trong một tấm hình. Tại sao mình không có lợi dụng những cái chuyến đi chơi của chúng ta để mà làm ra tiền? Ok. Kế tiếp. Ok, đây là một cái tấm hình thì Peter muốn đây không phải là hình của Peter, nhưng mà Peter muốn các bạn là các bạn trước khi các bạn vô để làm việc này, các bạn cũng nên dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu coi coi là hiện bây giờ ở trên cái mảng mà bán hình minh họa đó là những cái tấm hình nào những người khác đã chụp, những người khác đã thành công và những người khác đã bán, và mình dùng những cái kiến thức đó và mình tự tạo ra hình riêng cho mình. Và với những cái kiến thức kiến thức như vậy á, thì nó giúp cho chúng ta có một cái cách nhìn khi mà chúng ta đi chụp hình hoặc là chúng ta cố ý đi săn ảnh để mà làm cái công việc này, thì nó cũng giúp cho chúng ta không có bị phí lãng thời gian để làm việc kiếm tiền bán ảnh minh họa. Ok, thì khi mà các bạn vô iStock Photo á, các bạn có thể đánh cái chữ Việt Nam hoặc là Việt Nam Images thì nó sẽ lên hết tất cả hình, và chúng ta sẽ các bạn sẽ sort by download, có nghĩa là các bạn sort theo cái những tấm hình mà được download nhiều nhất, xếp hạng tự động, cái system nó sẽ xếp hạng. Đây là tất cả những cái tấm hình được bán nhiều từ từ đầu và tới đích, thì mình nên nhìn theo cái kiểu như vậy để chúng ta biết là những cái hình nào đã có ăn ha, người khác đã chụp và đã bán được nhiều. Đó là những cái cách mà một trong những cái cách mà các bạn khi nào rảnh nó bỏ thời giờ ra và thực hiện cái vấn đề này, tìm hiểu. Thì thật sự mà nói á, cái tìm hiểu 1 tiếng 2 tiếng này á, là rất là lợi cho cái công việc làm, chứ các bạn đừng có nhắm mắt nhắm mũi mà nhào vô mà làm một cách mà mù quáng. Chúng ta đang làm một cái công việc rất là nghiêm túc để kiếm tiền thì mình phải hiểu hết tất cả, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có lợi nhiều hơn. Ok, kế tiếp. Đây là cái tấm hình và các bạn thấy đây là một cái tấm hình mà một người đó người ta chụp ở một cái đền, cái chùa. Thì Peter muốn chọn cái tấm hình này cho các bạn coi. Thì khi mình chọn cái tấm hình này á, nó vô cái trang này, thì mình nghiên cứu và mình thấy là à, cái ông này ông chụp cái tấm hình này, cái tấm này của ổng là ổng chụp một cái máy nhỏ, khá megapixel nhỏ, là tại vì ổng chụp cái hình này lâu rồi. Thì hồi xưa máy chụp hình chúng ta không có cái megapixel lớn, thì các bạn nhìn thấy rõ là tại vì nó phân ra có 4 kích thước à, cho tới large à, thì mình nhìn là mình biết là cái máy này là cái máy megapixel ít rồi. Ok, và thứ hai nữa là các bạn thấy là cái ông này tên là Nguyễn Thái, một người Việt Nam, và ông upload bỏ cái tấm hình này lên là từ năm 2006, là khá lâu đó. Ông này là còn bỏ lên trước Peter nữa. Ok, thì cái ngay cái điểm đó thưa thưa các bạn là ông này ông bán được bao nhiêu cho cái tấm hình này. Peter đã giấu cái này đây để cho các bạn đoán ha. Thì ổng đã bán trên 100 lần download và có lượt view là 2.394. Chỉ có 2.394 lượt view thôi mà ổng đã bán trên 100 lần. Thì nôm na ra nhân 2 đô thì ổng đã bán cái tấm hình này không là 200 đô rồi. Thì thưa các bạn là cái tấm hình này thật sự nó không phải là một tấm hình xuất sắc, nhưng mà nó minh họa được một cái cảnh ở trong cái chùa. Ok, thì tất cả chúng ta cũng có thể chụp cái tấm hình này một cách rất là dễ dàng, và tấm hình này cũng không phải là một cái tấm hình mà chúng ta phải săn đón buổi sáng mà sớm hoặc là buổi chiều gì hết. Thậm chí cái tấm hình này nếu mà Peter đoán 10 giờ sáng hoặc là 11 giờ sáng là có thể chụp tấm hình này rất là dễ dàng, không có gì khó với tấm hình hết. Là mà cái anh Nguyễn Thái này anh đã chụp tấm hình này và anh đã bỏ lên và anh đã bán được. Ok, minh họa kế tiếp. Đây là một cái tấm hình minh họa về thức ăn, đồ ăn. Thì như các bạn đã biết đó là bán hình minh họa đồ ăn, thức ăn thì rất là cần thiết để cho những người ta mua, người ta bỏ vô những cái newsletter quảng cáo về
những cái chuyến đi du lịch về cái thăm cái nước Việt Nam thì các bạn sẽ được ăn những cái món ngon như là chả giò, ví dụ như vậy. Thì đây là một tấm hình chả giò nói về thức ăn Việt Nam, thức ăn ngon Việt Nam. Và cái tấm hình này cũng chụp ở cái máy cũng không có lớn lắm, cho nên nó chỉ được 4 kích thước thôi. Và tấm hình này cũng đã bỏ lên từ năm 2007 của cái anh Thupon Sirichu này, là Peter đoán là một người Thái Lan hay là một người Malai với cái tên này. Ok, thì thưa các bạn là cái anh này anh bán cái tấm hình này là bao nhiêu? Thì các bạn nhìn thấy đó, cái tấm hình này rất là dễ, chúng ta cũng có thể chụp tấm hình này một cách rất là dễ dàng. Mình tới cái quán ăn, mình ngồi xuống mình order một món ăn, trước khi mình gấp đũa mình ăn ấy, thì mình sắp xếp rồi mình chụp tấm hình. Thì Peter có dặn các bạn là khi mà mình đi ngồi ăn ấy, mình chọn cái bàn ở ngay cái cửa sổ để cho cái ánh sáng nó đẹp. Ok, để mình thực hiện được những cái công việc này. Trước khi mình ăn mình chụp một tấm hình cái rồi mình ăn. Thì cái ông này ông chụp cái tấm hình này ông bán được trên 100 lần. Các bạn thấy chưa? Trên 100 lần và cái lượt view chỉ có 2.047 thôi mà ông bán trên được 100 lần. Và thưa các bạn, tới ngày hôm nay thì chắc chắn là cái tấm hình này ông sẽ bán được 200-300 lần nữa. Chứ không có ngừng ở cái số 100, ổng sẽ bán được nữa hơn nữa, và ổng bỏ cái tấm hình lên năm 2007. Ok, tới đây Peter chấm dứt và sẽ tiếp tục ở những cái minh họa cho các bạn xem trong cái video kế. Ok, thân mến chào các bạn.